sư tử em và bố đang đi bộ. Bất ngờ chiếc hộp rơi khỏi chỗ, bố sẵn sàng giúp bất cứ lúc nào. Trừ khi ông khiến mèo kêu gào, tiếng gì kinh quá đi mất, tất cả hộp rơi xuống đất. Hộp rơi tung tóe, em gái với gương mặt màu mè. Tới nhà tắm, nhanh rửa nó, chắc chắn hiệu quả đó. Chà chà bong bóng nổi. Chúng ta gặp rắc rối. Sẽ không ai thấy mình. Ít nhất con có thể nhìn. Không ngầu chút nào. Con vẫn phải đến trường sao? Trên xe buýt, Raccoon tò mò. Tại sao cậu đổ chiếc hộp đó? Trông thật buồn cười. Đừng cười tớ mà. Mình không thể dùng bữa. Sư tử em, bạn đã ổn chưa? Khuôn mặt hài. Mình ước được rời khỏi nơi này. Tất cả đứng thành một hàng. Điều này làm em gái phàn nàn. Hãy bỏ cái hộp ra đi. Ok, mọi người hãy nói cheese. Sư tử em không vui chút nào. Raccoon có kế hoạch độc đáo. Oki nhỏ, tớ và cậu cùng một ít sơn màu. Chúng ta cùng chơi thôi. Giờ thì ta giống nhau rồi. Hạnh phúc bên bè bạn. Đó là cách câu chuyện hạ màn. Bãi biển ở phía này. Niềm vui hè đã đến tay. Ghế đó là của ta. Cố lên sư tử, ha ha. Đưa cái ván vào trước. Nhưng mình không vô được. Bạn nên giảm cân đi. Mạnh mẽ thật đáng quý. Chiếc ghế này mình đã sở hữu nó. Bạn hãy đi bên đó. Cách xa quá đây. Ngày của gấu trúc không phải là hôm nay. À, uống một ngụm nước thơm ngon. Bạn thật sự bốc mùi, sư tử con. Đồ uống của mình hết rồi, lấy thêm một cái thôi. Thưởng thức món ngon không bạn tôi? Được thôi. Gấu trúc ngồi và thất vọng. Ngày mai liệu có khó khăn không? Anh ấy thử lại một lần, vì anh ấy xuống cân. Ha ha, mình sẽ thắng bạn. Nhưng gấu trúc chạy qua dễ dàng. Cuối cùng mình cũng lấy được chỗ ngồi. Vụt mất vì không khí rồi. Gấu trúc đáng thương kêu la. Mình đang ở cao quá. Mình cần dùng con diều để cải thiện mọi điều. Kéo bạn xuống nhẹ nhàng và chậm rãi. Có đói không? Đây này, không thích tập thể dục. Thưởng thức bánh khi kết thúc. Gấu trúc, bạn đã hoàn thành. Giờ chúng ta đều khỏe mạnh. Chỉ có một chiếc xe duy nhất và của mình tất. Không thể kéo thanh cản sang hai hướng. Đã đến lúc tận hưởng. Nước bắn lên không trung. Mình đã thắng thật công bằng và không lợi dụng. Tất cả hành khách lên tàu đi thôi. Hãy giữ tàu lại giùm tôi, tiêu rồi. Mình không kịp lên tàu. Ôi, một ngày thật đau. Bỏng ngô, coca và một ít kẹo gôm này. Tàu hãy chú ý vì mình đến đây. Mình sẽ dùng máy bắn này làm điều chưa từng thấy. Trên chiếc vali tốc độ cao, cuối cùng đã kịp chuyến tàu. Mình có vé trong tay. Ôi trời ơi, hãy vào đây. Giữ chặt để dừng lại nhé mọi người ơi. Trước khi chúng ta bị rơi. Sư tử cầu bị hỏng rồi. Chúng ta tìm đường khác thôi. Mình đã biết cách xử lý. Lấy kẹo gôm và nhai thật kỹ. Đặt những bong bóng lên trên đầu. Rồi chúng ta sẽ trôi qua cầu. Kẹo gôm giúp ta lơ lửng và trôi. Mọi người hãy tận hưởng chuyến đi thôi. Thì tất cả bóng tan biến. Chúng ta tiếp tục tiến. Tàu lại dừng lại. Ôi, nhưng mình có kế hoạch rồi. Bước đầu tiên của kế hoạch trên là làm nóng chiếc chảo lên. Sau đó thêm ngô vào và chờ xem cho vui nào. Làm nóng lên, đợi chúng nổ. Giờ tàu không còn dừng một chỗ. Chaka chaka choo choo. Giờ đã đến lúc hàng được giao. Ôi, đang đùa với mình sao? Mọi thứ đều bị lật. Mây đang đổ xuống đất. Mình không chạm được quả lê. Ôi tôi vậy. Chuyển phát đặc biệt cho bạn một chiếc nón đây. Giờ là lúc ăn trên cao. Rất cảm ơn người giao. Mình đi đến trạm dừng sau.
bút chì để tô thêm sắc màu. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp bạn sau nhé. Sư tử, chú gấu này tuyệt quá, mang một gói hàng ra khơi. Có gì cho mình không bạn ơi? Có một thứ khiến bạn hạnh phúc, xúc xích dài không kết thúc. Lên cho bạn mèo ảo của tớ. Nhưng mình không thể trò chuyện bây giờ, vì đây là giờ ăn trưa, thức ăn ngon chờ mình dùng bữa. Ôi, mình đang nhìn thấy gì đây? Cái bánh kẹp sẽ là của mình ngay. Mình ước mình có lưới ngay bây giờ, nhưng có thứ sẽ khiến bạn ghi nhớ. Những chú ếch khổng lồ ngoài không gian này, mình phải rời khỏi đây. Để lấy lại hộp cơm, mình sẽ đổi một kẹo gom. Mình sẽ lấy hộp cơm lại, trong khi bạn đang ngồi nhai nhai nhai. Đã đến lúc thưởng thức bữa trưa tuyệt vời. Sư tử, chờ mình với. Đây là lúc thưởng thức món ngon. Hết mất rồi à? Xin lỗi con. Con sẽ không dễ lãng phí. Bé Oxy, con dừng lại đi. Chỉ còn một chút ít. Thật tệ, con không thích. Xin chào sư tử làm nông. Bạn có thể giao hàng được không? Chắc chắn rồi, cháu sẽ đến ngay. Đây là trái cây mình cần hái. Ít nhất mình sẽ thử xem sao. Nhưng những quả táo này quá cao. Mình đập mạnh cái cây. Wow, thực sự hiệu quả đấy. Mình có thể tận dụng điều này. Tàu của mình cùng với một đôi giày. Giờ mình có một chiếc máy. Tàu đạp mạnh nhất từng thấy. Tàu đạp sẽ không dừng lại đến khi tất cả trái cây được hái. Sau đó mình phải đem chúng đi. Đây là bữa ăn nhẹ của bé Oxy. Thêm một chút nhiệt, biến chúng thành món ăn ngon tuyệt. Cho một ít mứt cherry, kèm theo một vài hương vị. Cua lại, chẳng tệ chút nào cả. Cần thêm nhiều hương vị hơn ba. Sẽ ra sao nếu mình thử một điều? Đặt các loại topping thật nhiều. Cuộn bánh này là bất bại. Bây giờ là lúc ăn ngay. Anh đào đã nở hoa. Ôi, chúng rơi nhanh quá. Sư tử gặp ai đó trong làng. Nữ hoàng mặc chiếc váy duyên dáng. Người có thể cho tôi một chút? Để ta suy nghĩ chút. Người có thể nhận hạt mẫu? Cô ấy đáp trả thỉnh cầu. Đến lúc đi ngủ đây. Hạt giống kẹt trong đáy, ngủ suốt cả đêm dài. Thức giấc vào sáng mai. Đến giờ thưởng thức đồ uống. Tôi nghĩ mầm cũng muốn. Có gió mạnh hôm nay, làm cây của tôi suýt bay. Cái này sẽ giúp bạn thế hả? Nhưng những cành cây bay qua, ta sẽ trả lại chúng. Sự tấn công của sư tử đặc chủng. Ta sẽ đánh bại mày và mày. Vẫn còn một cành đang bay. Tôi ổn mà. Một ngày tuyết rơi à? Mọi thứ trở nên lạc hậu. Tôi không để bạn lạnh đâu. Lại một đêm khác qua đi. Thức dậy với khung cảnh hùng vĩ. Wow, cây của tôi đã to. Nữ hoàng cũng thấy nó. Hãy nhìn số cây anh đào. xin chào, mời bạn vào. Ta có thể vào không hả? Ta có sô-cô-la làm quà. Sư tử nói không quá nhanh. Và việc trả thù hoàn thành. Hoạt hình đang chiếu, em gái mau đến xem. Dạ, nhưng trước hết hãy đọc quyển sách của em. Anh có thể dừng chương trình này không? Được, Dino ơi, dừng chuyển động. Mở quyển sách ra trước nào. Chúng ta đang bị hút vào. Ôi, điều này không ổn đâu. Mình không muốn chiến đấu. Món ăn ngon đây rồi. Ông rồng ơi, đừng ăn tôi. Xin đừng đưa tôi vào hang. Chim đóng băng giữa không gian. Dừng con rồng, mình đã trật. Rồi mình dừng em gái mất. Nếu mình bấm thật nhanh, cuối cùng sẽ trúng rồng xanh. Dừng trước khi hắn cắn một miếng. Quả đèn muốn giao chiến. Điều khiển đã bị lấy. Giờ mình phải làm gì đây? Đi thôi em, chúng ta phải chạy trước khi quả cắp mình lại. Sư tử con, người nên chạy mau. Giấc rồi mới chỉ bắt đầu. Ông ấy đang rất tức tối. Ôi không, chúng ta đang ở trong cuối rồi. Chúng ta có thể sử dụng chấm này.
để tránh bị bắt lại. Đến lúc kết thúc rồi. Hẹn gặp lại lần sau, bạn tôi. Há miệng thật rộng, đầy vi khuẩn bên trong. Bác sĩ bất ngờ té ngã. Cái này giúp cháu thấy khá. Uống thuốc nhanh lên. Không, 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 cháu không bị bệnh. Sư tử em chạy trong sợ hãi. Có lẽ bác sĩ nói không sai. Xem cái này dưới kính hiển vi, mẹ hy vọng sẽ tìm được cách chữa trị. Ha ha, không ai bắt được ta. Thế à, để rồi xem nha. Không biết lo đâu mày. Giờ phải làm gì nhỉ? Thử một chút đi. Một giọt nước ép táo, không có chút hiệu quả nào. Điều này sẽ giúp chúng ngưng nghỉ. Một giọt nho và cherry. Chúng ta sẽ làm việc cả ngày. Ta thấy mạnh mẽ nhờ điều này. Mang thứ gì mới cho chúng tôi? Nước chanh sẽ làm tốt thôi. Vi khuẩn đang uống chúng. Ta nghĩ mình đã làm đúng. Nó làm chúng nổ ra. Cảm ơn chanh nhỏ nha. Để giúp con bé khỏe nhanh, ta sẽ đưa nó miếng chanh. Con yêu, chồng con tệ hơn rồi. Con sẽ sớm hồi phục thôi. Miếng đầu đã thành công. Nó hiệu quả nhanh chóng. Con trông ổn hơn trước. Mẹ sư tử. Ta sẽ đối phó được. Bây giờ tôi sẽ bắt lấy bạn. Đếm số hộp 1, 2, 3. Bên trong có bạn và ta. Bên trong hộp số 1. Ôi, trông vui quá. Khi con trỏ bật ra, sư tử chị kêu la. Đến lượt mình, ôi sợ quá. Một bé dễ thương, đầy lông lá. Thú cưng mình rất thích, nhưng ở đây có không ít. Thú nhỏ nhiều không đếm nổi. Đến mình mở một cái thôi. Quái vật gầm man rợ, điều này làm tôi sợ. Cô ấy gầm to rồi, mình nên trốn đi thôi. Mình đã mở xong số hộp này, chị của mình ở đâu đây? Mình sẽ thử lần nữa xem sao, số hộp làm mình khóc thật đau. Giờ để mình xem. Cảm ơn đã thả em. Chị không có ở đây, tìm chị hoài không thấy. Mặt cười không giúp gì cả. Đây là một chú rơi Poppit hả? Mình sẽ tìm chị thật nhanh gọn. Bí quyết là đồ ăn ngon. Mình biết nó sẽ làm tốt. Chị Oggy nói với nụ cười khẩy. Khi cô ấy cắn một miếng, một chiếc hộp khác lên tiếng. Một quái vật đần độn. Chúng ta cần chạy trốn. Chơi cùng ta đi mà. Liệu họ có thể đem nguy hiểm ra xa? Chờ chút, mình muốn chơi thôi. Các cô gái đã chạy rồi. Xem tôi tìm thấy gì này. Thả tất cả chúng xuống đây. Khi bước lên quả bóng, quái vật ngã nhanh chóng.